Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 520. Sao anh lại nói như vậy chứ? Để tôi kia có hiểu hỏi. Các anh hãy nhìn cơ thể của những người máy này đi. Bọn họ lập tức ngước mắt lên nhìn. Thông qua ánh sáng hắt ra từ những ngọn đuốc treo trên tường, bọn họ mới phát hiện ra trên cơ thể của những người máy này đều có nhiều rất nhiều vết đao kiếm lờ mờ. Đây là còn phải nói nhiều sao? Trước các anh đã có người định xông qua rồi, nhưng rất tiếc là bọn họ đều thất bại. Lê Minh bình thản nói. Sắc mặt mọi người đều có vẻ khó coi. Thời Lê Lâm, anh nói xem làm sao bây giờ? Để tôi thử xem sao. Lê Minh bình tĩnh nói, hai mắt bỗng đanh lại, lập tức khởi động cơ thể võ thần rồi xông tới. Còn các anh xông tới, dường như tất cả các bức tượng đều được kích hoạt, điên cuồng vung đao kiếm trong tay lên chém về phía này. Mỗi nhát đao kiếm đều tỏa ra khí nhẫn đáng sợ, dù là thứ gì chạm vào cũng bị chém thành hai nữa. Người Tối Hình Thiên thấy thế đều sợ tái mặt. Thứ này đáng sợ như vậy, bò chống đỡ kiểu gì đây? Nếu xông tới chính diện thì sợ là sẽ đầu một nơi người một nẻo, mất mạng ngay tại chỗ. Hiện giờ chỉ có Lâm Minh khởi động cơ thể võ thần là thể chống lại, nhưng đối mặt với thế công dày đặc như vậy, cho dù là anh cũng thể cầm cự quá lâu, bị ép phải liên tục lùi lại. Không được, Lâm Minh chạy kêu lên, lùi lại liên tục, kéo giãn khoảng cách với những người máy này. Sau khi lùi lại hơn 10 mét, người máy không truy kích nữa mà hạ kiếm trong tay xuống, lùi lại một cách máy móc rồi trở về vị trí cũ, chặn đứng con đường. Mọi người thầm lấy làm sợ hãi, đồng loạt chạy tới. Thời Lâm, anh không sao chứ? Không sao, Lê Minh khàn giọng đáp lại. Tuy cơ thể võ thần của anh có thể chống đỡ, nhưng thế công của đối phương dày đặc như vậy, hơn nữa mỗi nhát đao kiếm đều vô cùng đáng sợ. Nếu đứng đó thêm một lúc nữa thì e là khí kình quanh cũng sẽ theo không kịp. Một khi khí kình đứt đoạn thì sẽ không thể duy trì cơ thể võ thần, e là anh sẽ bị chém thành mấy mảnh. Những người máy này quả nhiên không tầm thường, các anh vẫn định đi sao? Lê Minh ngoảnh sang hỏi. Sắc mặt mọi người cứng ngắc, vội vàng xua tay, không đi nữa, không đi nữa. Ngay cả Lê Minh sở hữu cơ thể võ thần cũng chống lại được thì bọn họ xông lên chỉ có chết mà thôi. Thật Lê Lâm, nếu ngay cả anh cũng không qua được thì e là chúng tôi cũng bỏ tay hết cách. Tôi nghĩ chúng ta cứ quay lại chỗ vừa nãy rồi chọn một con đường khác để đi, có người nói ra. Đúng vậy, quảng trường trống trải vừa rồi có 7-8 con đường, chúng ta xui xẻo mới chọn trúng con đường này. Tôi nghĩ chắc những đường khác không có chướng ngại đâu. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không chờ trận giết chóc ở quảng trường kết thúc, dù ai thắng ai thua cũng phải tiền tốt đối với chúng ta. Nếu Thái Thượng Lòng thắng thì chắc chắn anh ta sẽ giết hết những người vào vùng cơ quan, không tha một ai. Để đảm Di Nguyệt Cung nữ thắng thì những người khoanh tay đứng nhìn như Lâm Minh cũng sẽ bị bọn họ ghi hận, bọn họ chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách diệt trừ những người này. Nên người của Tối Hình Thiên đã không còn đường lui, không lấy được đá Thái Vũ thì họ đều phải chết. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu, chúng ta đổi đường khác thì cũng khó mà qua được. Tại sao chứ? Mọi người sửng sốt, các anh không nhớ nơi này được gọi là gì sao? Đây là vùng cơ quan Thái Vũ, chắc chắn ở đây đầy rẫy cơ quan. Con đường này có người máy canh giữ, sao những con đường khác có thể thông thuận được chứ? Tôi nghĩ chắc chắn cũng có cơ quan vô cùng hung hiểm đang chờ. Chúng ta quay lại chọn đường khác thì lãng phí thời gian mà thôi, Lê Minh trầm giọng nói ra. Nhưng sư phụ, bây giờ chúng ta cũng bỏ tay hết cách với những người máy này rồi. Về tinh kiếm bắt gì nói ra. Những người khác cũng có vẻ bạch y chang. Cứ bình tĩnh để tôi nghĩ một chút đã. Lê Minh xoa cằm, nhìn chằm chằm những người máy này quan sát kỹ càng. Cứ như vậy khoảng 30 giây, Lê Minh đã soát một lượt hai bên vách tường và trên trần nhà, nhưng vẫn không tìm thấy ám cách. Anh bất ngờ lùi lại, kéo dài khoảng cách. Sau khi lùi đến vị trí an toàn, anh liền đặt mông ngồi xuống đất thở hổn hển. Khí tức anh hoàn toàn hỗn loạn, khí kình suýt nữa đứt đoạn, sắc mặt trắng bệch, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Thầy Lâm, sư phụ, mọi người xúm lại tỏ vẻ lo lắng quan tâm. Lẽ nào tôi đã nhầm sao? Vách tường xung quanh không có ám cách để mở cơ quan sao? Lâm Minh thở phì phò. Thầy Lâm, hay tôi nghĩ là hay là bỏ đi. Có người không nhìn được khuyên nhủ. Sư phụ đã cố gắng như vậy rồi, tại sao các anh lại tỏ vẻ chán chường như thế chứ? Về tìm kiếm tất nhiên quá. Sư phụ, chúng ta còn chưa kiểm tra mặt đất, mặt đường dưới chân những người cơ quan kia. Sư phụ tạm thời nghỉ đi để đội này kiểm tra. Dứt lời anh ta định tiến về phía trước, đứng lại. Lê Minh thật quát. Sư phụ, anh đừng tự đâm đầu vào chỗ chết nữa, vô ích thôi. Lê Minh lạnh lùng nói. Nhưng đừng những gì nữa, quay lại. Lê Minh nghiêm giọng nói. Thấy Lê Minh có vẻ đã tức giận, và tìm kiếm cho dù một lát vẫn lùi lại. Có những lúc chưa chắc phải lỗ mãng mới giành được thắng lợi, dựa vào đầu óc cũng thắng được. Lê Minh khàn giọng nói, nhìn chằm chằm những người máy kia. Sở dĩ tôi không kiểm tra xem dưới chân bọn chúng có ám cách hay không là vì tôi có một cách đơn giản hơn.
một cách đơn giản sao? Mọi người ngạc nhiên, là cái gì thế sư phụ? Về Thực Kiếm vừa hỏi. Lâm Minh mỉm cười, lấy điện thoại trong túi ra, sau đó đưa cho anh ta, nói ra: lát nữa anh hãy ghi hình lại cho tôi, ngày đây nhất định phải quay toàn bộ, lấy trọn cả thông đạo và ống kính, rõ chưa? Vâng sư phụ. Về Thực Kiếm tỏ vẻ khó hiểu, gật đầu. Anh ta lập tức mở chức năng quay video, chỉ về phía Lâm Minh. Được chưa? Lâm Minh hỏi. Được rồi sư phụ. Được. Lâm Minh hít sâu một hơi, để đi về phía những người máy kia. Mọi người nhìn Lâm Minh chằm chằm, không biết anh định làm gì. Khi Lâm Minh lại gần, người máy lại sống lại, giơ đao kiếm lên chém loạn xạ về phía anh. Nhưng lần này Lâm Minh không vụ lùi lại, mà dịch từng bước về phía sau, kéo người máy về phía này từng chút một. Cứ lùi như vậy được 15 mét ra khỏi phạm vi, người máy liền quay lại. Lâm Minh cũng thở phào, lập tức lùi về phía sau. Thế nào rồi? Lâm Minh hỏi. Quay xong rồi, sư phụ xem đi. Vệ Tinh Kiếm vội đưa điện thoại cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy, nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt cái nào. Người Tố Hiền Thiên bên cạnh đều không hiểu gì. Rốt cục là có gì vậy chứ? Thật là đang xem gì thế? Đến đây thật ra quay để làm gì chứ? Mọi người châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Nhưng đúng lúc này bọn họ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ của Lâm Minh. Tìm thấy rồi. Tìm thấy gì thế sư phụ? Vệ Tinh Kiếm vội hỏi. Ánh mắt mọi người cũng sáng lên. Đương nhiên là ám cách chỗ giấu mỡ đám người máy này rồi. Lâm Minh cười nói, sau đó khởi động cơ thể võ thần, xong về phía những người máy kia, dừng trước viên gạch xanh thứ ba trước mặt chúng, một quyền đánh nó nát vụn. Lập tức ầm ầm, cả hành lang dài phát ra những âm thanh quái dị. Tất cả mọi người đều sửng sốt lắng nghe âm thanh quái dị nặng nề này, gần như tiếng đồng phát ra khi bánh trăng chuyển động. Cứ như vậy khoảng hơn 10 giây âm thanh mới dừng lại, còn kiếm trong tay những người máy kia cũng rơi xuống đất. Người máy bị đóng lại rồi. Vệ Tinh Kiếm mừng rỡ. Trời ạ, đóng thành công rồi, không thể tin được. Thời Lâm lợi hại quá. Mọi người vô cùng kích động, luôn miệng kêu lên. Sao sư phụ biết ám cách cơ quan ở đây thế? Vệ Tinh Kiếm nhanh chân chạy tới, vội vàng hỏi. Lâm Minh mỉm cười, giơ màn hình điện thoại lên, nói ra: anh tự nhìn đi. Trước lúc chết tôi, dù bước chân của những người máy này nhanh đến đâu thì cũng không dẫm lên viên gạch này. Nguyên nhân rất đơn giản, bên dưới viên gạch này chính là ám cách để mở cơ quan. Nếu người máy dẫm vào thì chẳng phải sẽ tự đóng chính mình sao? Thế nên vị đại sư chế tạo ra người máy này đã bố trí bước đó, không để người máy dẫm vào. Hóa ra là thế. Vệ Tinh Kiếm tỏ vẻ không phục. Sư phụ đúng là anh minh, đừng nhiều lời nữa, mắt của tôi và lấy đá thái vũ. Lâm Minh khẽ quát rồi tức dẫn người xông vào bên trong. Mọi người vội vàng lướt qua người máy, đi dọc theo hành lang vào bên trong. Lúc này Lâm Minh vô cùng ngang ngược, lập tức khởi động cơ thể võ thành lao vào. Trong vách tường ở hành lang bắn ra những mũi tên sắc bén, cột đá bỗng vô ra, những cơ quan như lưỡi dao thò ra khỏi khe tường, cứ đánh vào người Lâm Minh chỉ như gãi ngứa, không thể làm tổn thương da thịt quan. Lâm Minh như một con trâu hoang bất khả chính bại, đánh tan các cơ quan dọc đường, dẫn theo người Tối Hiền Thiên bình an vô sự vào nơi sâu nhất của vùng cơ quan. Người Tối Hiền Thiên đều hít vào không khí lạnh, mắt tròn xoay nhìn Lâm Minh. Đây chính là cơ thể võ thần sao, quá mạnh đi. Ai nấy đều líu lưỡi. Cuối hành lang là một cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Trên cánh cửa là phù điêu hai con sư tử cực kỳ hung ác. Lâm Minh nhìn cánh cửa đồng xanh, hít sâu một hơi, chống hai tay lên cánh cửa, sau đó dùng sức chậm rãi đẩy nó ra. Yeah! Cánh cửa phát ra âm thanh du dương được mở hẳn ra. Mọi thứ bên trong cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Khi đám người và Thanh Kiếm bước vào, liền ngây người ra. Chỉ thấy đằng sau cánh cửa đồng xanh là một mật thất rất lớn, bên trong bày từng cỗ quan tài bằng đá. Chính giữa là một cỗ quan tài bằng đồng xanh. Mọi người đi tới, phát hiện trước mỗi cỗ quan tài đều có một bài vị. Là mình liếc mắt nhìn cảm khái nói ra. Hóa ra, nơi này được gọi là vùng cơ quan, là nơi chôn cất các đời tổ tiên của thần miếu Thái Vũ. Chỉ đáng tiếc, thần miếu Thái Vũ đã lụn bại. Thần nữ Thái Vũ là người cuối cùng của thần miếu Thái Vũ. Bà ta mà chết thì trên đời này sẽ không còn tồn tại thần miếu Thái Vũ nữa. Vệ Tinh Kiếm thở dài. Thầy Đại Lâm, về sư huynh, nơi đây là nơi chôn cất các đời tổ tiên của thần miếu Thái Vũ. Vậy thì liệu bọn họ có thể chôn những thứ phi phạm theo cùng hay không nhỉ? Đúng lúc này có người không nhìn được nói ra. Anh ta vừa dứt lời, tất cả người Tử Huyền Thiên đều nín thở. Hay là chúng ta mở quan tài ra xem thế nào? Có người đề nghị. Vệ Tinh Kiếm cũng có chút động lòng, ánh mắt nóng rực ngoái lại nhìn Lâm Minh. Sư phụ có cần mở quan tài không? Mở quan tài sao? Lâm Minh kịch mũi lắc đầu. Tôi chắc không nên làm chuyện thất đức như vậy. Huống hồ nơi này đã trở thành nơi thí luyện. Mọi người cho rằng ở đây vẫn có đồ tốt sao? E rằng bảo vật đã sớm bị những người vào thí luyện đầu tiên lấy sạch rồi. Vậy sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau, sẽ đã đồng thanh nói ra.
Thầy Lê Lâm và chúng tôi xin nghe theo Thầy Lê Lâm. Lê Minh không lựa chọn việc mở quan tài, đương nhiên bò sẽ không làm trái, mặc dù vẫn có rất nhiều người động lòng. Sư phụ, đã thái vũ ở đâu? Và Thanh Kiếm nhìn xung quanh nghi hoặc hỏi. Lê Minh đi tới mà thất trong cùng, nhìn thấy một tấm bia đá cực lớn, nhưng tấm bia đá kia đã bị vỡ nát, có thể mơ hồ nhìn thấy hai từ thái vũ trên tấm bia đá bị vỡ đó. Lê Minh cầm một mảnh lên, bình tĩnh nói, đây chính là đá thái vũ. Cái này sao? Mọi người đều ngờ vực, một số không tin lắm. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Lê Minh không muốn lãng phí thời gian, anh thấp giọng nói rồi xoay người rời đi. Mọi người gật đầu chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mọi người thở dốc và Thiên Kiếm nhớ giọng nói, không may rồi, có người tới. Chuẩn bị ra tay, người tới Thiên Kiếm lập tức rút kiếm sẵn sàng chiến đấu, nhưng Lê Minh trầm giọng, không cần ra tay, mau trốn đi, nhanh lên. Trốn sao? Mọi người sửng sốt, bây giờ tôi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, không thích hợp để chiến đấu, nếu đánh nhau thì rất có khả năng chúng ta sẽ bất lợi. Lê Minh trầm giọng nói, sau đó chạy tới nấp sau một chiếc quan tài. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không chần chờ nữa lập tức trốn đi. Trên thực tế, những người này không hề biết rằng Lê Minh đã tiêu hao rất nhiều sức lực khi chiến đấu với người máy, hơn nữa lúc mở cánh cửa đồng của mật thất còn tốn rất nhiều sức. Để đổi thành đám người về Thanh Kiếm thì e rằng bọn họ phải mất mấy tiếng đồng hồ mới thể miễn cưỡng mở ra được một chút. Tình trạng bây giờ của Lê Minh không tốt cho lắm, đương nhiên nếu muốn giết hết đám người bên ngoài kia thì hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng anh lo lắng rằng sau khi giết những người này, nhóm người khác lại đến. Nếu hết nhóm này đến nhóm khác lại đến, tiêu hao quá nhiều thể lực, một khi đụng phải Thái Thương Long thì sẽ rất rắc rối. Cho nên là mình quyết định tạm thời tránh né. Chẳng may chốc, người bên ngoài cửa xông vào, khoảng vài chục người, ai nấy đều bê bết máu, trên người có vết thương, thở hổn hển trông vô cùng nhếch nhác. Là người của Nhược Thiên Tông, Vệ Thanh Kiếm trầm giọng nói, không ngờ bọn chúng đã tới đây, Thái Thương Long đâu chứ, bị giết rồi sao? Không biết, nhưng nhìn bộ dạng của bọn chúng hình như đang rất hoảng loạn. Một vài người giao tiếp trong bóng tối, đây là nơi sâu nhất trong cơ quan sao? Tại sao lại có nhiều quan tài như vậy chứ? Chữ môn hình như kia là đá thái vũ. Các đệ tử Thiên Nhật Tông phát hiện ra tấm bia đá bị vỡ, lập tức hét lên, cái gì, tìm được đá thái vũ rồi sao? Nhanh lên, mau để nó đi, lấy được đá thái vũ chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Một võ giả lớn tuổi hét lớn, đám đệ tử vội chạy tới giật lấy, nhưng lúc này bên ngoài mật thất lại truyền đến những tiếng bước chân nặng nề. Cùng với đó còn có một luồng sát khí vô cùng đáng sợ tràn đến. Thái Thương Long đến rồi, là mình cau mày. Chữ môn, anh ta tới rồi, anh ta tới rồi kìa. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đám người Thiên Nhật Tông run rẩy hét toáng lên. Tất cả mọi người trong Tử Huyền Tiên đều bị dọa sợ. Có vẻ như đám người Thiên Nhật Tông chạy thoát thân để đến đây. Lần này phiền phức rồi, sắc mặt Vệ Thanh Kiếm trở nên nghiêm túc. Đám người Tử Huyền Tiên cũng hết sức căng thẳng, tim đập bình bịch như có tảng đá tre trong lòng, cầu nguyện đừng bị Thái Thương Long phát hiện ra. Mẹ kiếp, thật xui xẻo, mọi người bỏ chạy tán loạn, có tới 7 con đường, tại sao thằng chó Thái Thương Long lại chọn con đường của chúng ta chứ? Võ giả già kia tức giận mắng giết, sau đó rút kiếm bên hông ra, trầm giọng nói, tất cả đệ tử nghe lệnh, theo tôi nghênh chiến với Thái Thương Long. Đệ tử nghe lệnh. Mọi người run rẩy hét lên, nhìn bộ dạng này bọn họ đã bị dọa sợ vỡ mật, đâu còn dám chém giết với Thái Thương Long nữa chứ. Đồ hèn nhát, các người sợ cái gì chứ, cùng lắm là chết, dù sao cũng là chết, sao không liều mạng với hắn một phen chứ? Võ giả già kia mắng chửi, nhưng chữ môn bắt đầu nhiều người vây đánh Thái Thương Long như vậy cũng làm gì được hắn, chúng ta giờ vào đâu để đánh với hắn chứ? Chúng ta sắp xong đời rồi, chúng ta sắp chết hết rồi. Tất cả mọi người đều run rẩy bẩy, nơm nớp lo sợ, hai chân mềm nhũn, chút chút nữa đứng không vững. Các người võ sĩ già vừa nôn nóng vừa phẫn nộ. Lúc này một âm thanh truyền đến từ bên ngoài mật thất, một đám chuột nhắt sao phải bỏ chạy tán loạn thế, không phải các người muốn giết tôi sao? Tôi ở đây này, dũng khí vừa nãy của các ngươi đi đâu hết cả rồi? Vừa dứt lời, Thái Thương Long bước vào mật thất với khuôn mặt không chút biểu cảm. A! À! Đám người Thiên Nhật Tông đều sợ phát điên. Giờ phút này toàn thân Thái Thương Long đẫm máu, tóc cũng bị nhuộm đỏ, giống như ma thần tái thế, hung hãn đáng sợ. Thái Thương Long, mày đừng đắc ý, ông đây không sợ mày đâu. Võ giả kia nghĩa là nghĩa lợi gầm lên, ông đây cho dù có chết cũng phải rém đứt một miếng thịt của mày. Giết! Nói xong ta dịch chuyển lao thẳng tới, nhưng ông ta vừa tới gần Thái Thương Long còn chưa kịp vung thanh kiếm sắc bén lên, Thái Thương Long đã giơ tay hóa thành móng vuốt chộp về phía ông ta. Cơ thể của người đó lập tức bị xé toạc bởi khí tức được phóng ra từ ngón tay Thái Thương Long, chia thành ba phần chết tức tuổi ngay tại chỗ. Chướng môn! Những người có Thiên Nhật Tông hét lên thảm thiết. Chuột nhắt, yếu đuối không có năng lực như vậy mà dám ra tay với tao sao? Đồ có mắt không trồng, đáng chết. Mà Thái Thương Long không chút biểu cảm nói ra. Thủ đoạn của anh ta khiến da đầu đám người Tử Huyền Tiên trong bóng tối tê dại, tim đập loạn xạ.
Còn đám người Thiên Diệt Tông lúc này đã sớm bị dọa đến mức phát điên, ai đấy đều vội vàng buông kiếm trong tay, nằm đặt xuống đất điên cuồng quỳ lại dập đầu với Thái Thiên Long. Thái Thiên Kiều, xin hãy tha cho chúng tôi. Thái Thiên Kiều, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi hồ đồ, chúng tôi bị ma xui quỷ khiến mới đối đầu với anh, chúng tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Thái Thiên Kiều, xin cho chúng tôi một cơ hội, chỉ cần anh không giết chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Đúng đúng, làm trâu làm ngựa, cầu xin anh, Thái Thiên Kiều. Mọi người nhao nhao cầu xin, điên cuồng dập đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tuy nhiên Thái Thiên Long vẫn vung tay với khuôn mặt vô cảm. Đám người Thiên Nhật Tông không ai ngoại lệ, toàn bộ đều bị lực kình khủng khiếp của anh ta đánh vỡ vụn chết thảm. Làm trâu làm ngựa sao? Đám vô dụng như các người cũng xứng sao? Thái Thiên Long lãnh đạm đó ra. Những người tối hung hiểm trong bóng tối đều thấy ớn lạnh, quá tàn bạo, quá đáng sợ. Đây chính là Thiên Kiêu xếp hạng 3 sao, cứ như một sát thần. Tuy nhiên lúc đám người tối hung hiểm dịch mình hoảng sợ, Thái Thiên Long đột nhiên hét lớn: sao phải giấu đầu hở đuôi chứ, cút ra đây hết đi. Nghe thấy vậy, người có tuổi huyền thiên ở trong bóng tối giật mình tái mặt. Bị phát hiện rồi sao, lần này thì xong đời rồi. Đám đông cảm thấy sợ hãi, là mình thấy vậy bèn bước ra từ sau quan tài. Tôi thấy bọn họ trốn kỹ đó, anh phát hiện ra bọn họ bằng cách nào chứ? Là mình nói bằng vẻ vô cảm. Rất đơn giản, nếu chỉ dựa vào người của Thiên Nhật Tông thì không thể nào có thể mở được mật thất. Lúc mới bước vào, tôi phát hiện ra cánh cửa bằng đồng xanh này vô cùng nặng, bọn họ bị tôi truy sát, sao thể mở nó ra nhanh như thế được. Vì vậy chắc chắn là đã có người vào đây trước rồi. Thái Thương Long cười thản nhiên, anh ta nhìn Lâm Minh với vẻ khó hiểu. Anh ta phát hiện ra đã từng gặp người này ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Quả không hổ danh là Thiên Kiêu top 3, khả năng quan sát quả nhiên kinh người. Lâm Minh gật đầu, không cần phải khen ngợi tôi, bởi vì lát nữa thôi các người cũng sẽ đi bầu bạn với người Thiên Nhật Tông. Tôi đã nói trước đó rồi, ai dám bước vào thì tôi sẽ giết kẻ đó. Các người khinh thường tôi thì đừng trách tôi nhé. Thái Thương Long thản nhiên nói, đôi mắt ánh lên sát khí hừng hực. Anh ta đi về phía đám người Tử Huyền Thiên. Người có Tử Huyền Thiên tái mặt, về thanh kiếm cũng run bắn người. Anh ta trố tròn mắt nhìn Thái Thương Long, không biết nên làm thế nào. Lâm Minh thì trông vô cùng bình tĩnh. Muốn đánh thì đánh, nhưng ở đây chẳng giũ nổi tay chân, nên anh đủ gan thì chúng ta ra ngoài đấu. Dứt lời Thái Thiên Long cau mày, đánh nhau sao, anh thật sự thú vị đó. Không phải anh cho rằng đám mèo mã gà đồng như anh có thể đỡ nổi chiêu thức của thiên kiêu như tôi đó chứ? Sao thế Thái Thiên Long, anh cho rằng anh vô địch thiên hạ thật đấy sao? Là mình khẽ cười, đúng là ếch ngồi đã giếng. Tôi không cho rằng anh lợi hại đâu, muốn đánh bại anh dễ như trở bàn tay thôi. Ngân cuồng, Thái Thiên Long tức giận hừ giọng, nếu đã vậy thì ra tay đi, hà tất phải ra ngoài làm gì. Tôi muốn xem kẻ ngông cuồng như anh rốt cục lợi hại như thế nào. Nói xong anh ta lập tức ra tay. Gượng đã, Lâm Minh hét lên, sợ rồi sao? Không phải, theo cái tôi đã nói rồi sao, chỗ này quá nhỏ, không thích hợp để đánh nhau. Đúng là thứ chó chết, anh giỏi đến đâu mà chê chỗ này nhỏ chứ, anh tưởng rằng anh là kẻ thông thiên chắc. Thái Thiên Long chửi mắng. Lâm Minh không hề tức giận, chỉ vào người Tử Huyền Thiên nói ra, tôi đâu có nói sẽ đấu với anh đâu, anh sẽ đấu với bọn họ. Cái gì? Thái Thiên Long tái mặt, về tình kiến cũng hết hồn. Thầy ơi, thầy nói gì vậy? Người Tối Hình Thiên đấu với Thái Thiên Long sao? Thầy đừng đùa chứ, chúng tôi nào phải đối thủ của Thái Thiên Long đó. Thầy muốn nướng chúng tôi phải không ạ? Đám đông thiếu điều quỳ phục xuống trong mắt bọn họ. Thái Thiên Long giống như thần linh vậy, bỏ lấy cái gì ra để đấu với một người như thế chứ? Thế nhưng là mình chỉ lắc đầu mỉm cười. Không cần sợ hãi, tin vào bản thân mình, chắc chắn mọi người sẽ chiến thắng anh ta. Điều này đám người Tối Hình Thiên á khẩu. Thái Thiên Long thì bật cười, anh đã nói như vậy thì tôi cho anh cơ hội. Tôi ra ngoài đợi anh, ở ngoài đó đủ rộng, dù sao thì các người cũng chẳng còn đường sống nào, nên tôi muốn xem các người lấy gì ra mà dám to mồm với thiên kiêu như thế. Nói xong Thái Thiên Long nhặt lấy đá Thái Vũ rồi quay người rời đi. Đám người Tối Hình Thiên tái mét mặt, họ không biết phải làm thế nào. Là mình thấy vậy bình phất tay, đi thôi, đi tiêu diệt anh ta. Tiêu diệt? Lấy cái gì ra để tiêu diệt đây? Dựa vào cái gì chứ? Đó là thiên kiêu xếp thứ ba đó, đó khác gì là thần linh đâu chứ, sao mà họ có thể đấu lại được? Sợ rằng thiên diệt có tới đây thì cũng phải thần phục Thái Thương Long mà thôi. Đã đồng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi thôi. Là mình bước tới cửa, nhìn thấy đám người vẫn đứng ngay ra, bèn hét lên, vâng, thưa thầy. Về tên kiếm run rẩy vội vàng đi theo.
Những người khác nhìn nhau, cuối cùng cũng phải dứt chân lên. Người anh em, thời đêm này anh ấy có coi chúng ta là bia đỡ đạn hay không đó? Định dùng chúng ta để cầm chân Thái Thương Long, sau đó anh ta bỏ chạy sao? Lúc này một đệ tử Tử Huyền Thiên không nhịn được bèn lên tiếng. Anh ta vừa dứt lời, những người khác đều im lặng. Một lúc sau mới có một đệ tử có vẻ lão làng đáp lại. Dù là như vậy thì chúng ta cũng phải nghe lệnh. Trưởng môn đã dặn dò rồi, phải bảo vệ sự an toàn cho Thần Lâm. Thế nên, cho dù phải quyết chiến sinh tử với Thái Thương Long thì cũng không được sợ. Nếu không, Thần Lâm mà chết ở đây chúng ta cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về Tử Huyền Thiên nữa. Đám đông lặng lẽ gật đầu, bọn họ đã không còn lựa chọn. Lúc này đành phải làm theo sự sắp xếp của Lâm Minh mà thôi. Thế là tất cả đều hạ quyết tâm, họ đi qua hành lang tới một khu vực phía bên ngoài. Lúc này cả khu vực này máu đã chảy thành sông, toàn bộ là máu tươi đỏ lòm. Đám đông sợ hãi trố tròn mắt nhìn các thi thể, tất cả đều là do Thái Thương Long giết sao? Có biết bao nhiêu cao thủ thế này mà bây giờ đã trở thành cái xác lạnh ngắt rồi. Thái Thương Long quá đáng sợ, đó chính là uy lực của anh ta. Đám đông cảm thấy da đầu tê dại, họ mà đối với anh ta thì khác gì tự tìm đường chết. Tớ thôi, có biết bao nhiêu người ở đây đang được các người sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Thái Thương Long khiếp mắt cười lạnh lùng. Người xuống dưới đó chưa chắc đã là chúng tôi đâu. Tôi không muốn đấu võ mồm với anh, giữa các người hoặc là ra tay hoặc là tôi sẽ lấy đầu các người. Thái Thương Long lên tiếng. Lê Minh quay qua nói với Vệ Thanh Kiếm. Mấy người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cũng tạm rồi. Còn cần phải chuẩn bị gì sao? Đã nâng cảm giác đầu óc trống rỗng, họ không biết phải làm như thế nào. Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì xong lên đi, yên tâm, có tôi ở đây. Lê Minh cười. Thầy không xông lên cùng sao? Cuối cùng thì Vệ Tinh Kiếm cũng phải lên tiếng. Đám đông đồng loạt quay qua nhìn anh. Đúng là nếu Thợ Lên cùng lao lên thì có khi còn chiến đấu được một lúc. Đường đường là Thợ Lên mà không thể khinh thường thực lực của anh được. Thế nhưng anh chỉ lắc đầu một cách vô cảm. Nếu tôi mà lao lên thì có phải là ức hiếp người quá đáng hay không? Anh vừa dứt lời, người tối hình tiên cảm thấy mất luôn hy vọng cuối cùng của mình. Thái Tân Long tức giận. Tìm khốn kiếp kia, anh khinh thường tôi đúng không? Anh ta chưa từng nghe ai nói về mình một cách ngông cuồng như vậy. Không phải tôi khinh thường anh, chỉ là... Thôi được rồi, tôi khinh thường anh đó. Sao nào? Là mình chẳng buồn giảo biệt, anh thừa nhận luôn. Anh... Thái Tương Long tức giận, gào lên và lao về phía đám người tân vệ kiếm. Người Tử Huyền Thiên tái mét mặt. Trong mắt Thái Tương Long, đám người này không khác gì con sâu cái kiến. Thế mà lúc này anh ta lại bị con sâu cái kiến sỉ nhục. Vậy thì sao anh ta không tức giận cho được chứ? Đường đường là thiên kiêu thứ ba, được biết bao nhiêu người ngưỡng vọng mà lại để cho đám hề này giỡn mặt sao? Đi chết đi! Thái Tử Long gầm lên, tung một cú đấm về phía tân vệ kiếm đang đứng vị trí đầu tiên. Tân vệ kiếm định dùng kiếm đỡ, nhưng tốc độ Thái Tử Long quá nhanh nên ta không kịp phản ứng. Ầm! Cú đấm dội trúng ngực, tân vệ kiếm bay bật ra, đâm mạnh vào vách đá. Ầm! Đá rơi rào rào trong nháy mắt. Cảm giác như cả vùng cơ quan đều rung chuyển. Hả? Người tới tiên sợ hãi. Thế nhưng một giây sau đó họ còn bàng hoàng hơn. Vệ Tinh Kiếm bò dậy, ho vài tiếng rồi nhìn xung quanh bằng vẻ hoang mang. Bò trố tròn mắt. Tôi chưa chết sao? Quá kỳ lạ, chưa chết sao? Vệ Tinh Kiếm vội vàng sờ ngực thốt lên. Sao lại như thế chứ? Thái Thương Lâm hóa đá, anh ta có thể cảm nhận được thực lực của Vệ Tinh Kiếm. Vệ Tinh Kiếm vốn chẳng là gì trong mắt Thái Thương Long, chỉ cần anh ta búng tay là chết. Vậy mà vừa rồi anh ta đã dùng toàn lực tấn công là không thể đập nát được đối phương. Thái Thương Long bắt đầu run rẩy, người Tối Thiên cũng cảm thấy khó hiểu. Như chỉ có Vệ Tinh Kiếm là ý thức được điều đó, anh ta quay lại nhìn Lâm Minh. Thầy ơi, lẽ nào xong lên đi để anh ta thấy được sự lạ của Tối Hình Thiên. Vệ Tinh Kiếm nghe thấy vậy thì nỗi sợ hãi cũng dần biến mất. Anh ta hừ dọc rút kiếm lao lên, khốn kiếp. Thái Thương Long tức giận, lập tức đấm trả. Một con chó con mà cũng dám khiêu chiến với thiên kiêu, đôi mắt anh ta hừng hực sát ý, cú đấm cực mạnh giáng xuống Vệ Tinh Kiếm. Ầm! Vệ Tinh Kiếm lại bay bật ra, đập mặt và đống đổ nát. Thế rồi anh ta lại lồm cồm bò dậy lao về phía Thái Thương Long. Lúc này Vệ Tinh Kiếm giống như một đối thủ đấm mãi không chết, cứ bị đấm ngã lại đứng lên, cứ như thế khiến người ta cảm giác da đầu tê dại. Những người khác của Tử Huyền Thiên không biết phải làm thế nào. Người đệ tử lâu năm kia ý thức được điều gì đó bèn lên tiếng. Anh em, chúng ta cùng xông lên. Cái gì? Xông lên sao? Đó là thiên kiêu thứ ba đó, lấy gì mà đấu anh ta chứ? Chán sống hay là gì? Đám đông sợ hãi.
Nhưng người đệ tử kia gầm lên: mọi người đừng sợ, không thấy vệ sư đệ vẫn bình an vô sự sao? Chắc chắn là do thần lâm đã giúp chúng ta rồi. Chắc chắn cậu ấy đã ghim châm khiến cơ thể chúng ta mạnh lên, nên mới thể đỡ được sự tấn công của Thái Thương Long. Nếu chúng ta cùng lao lên thì thần lâm sẽ trợ lực tiếp, Thái Thương Long muốn giết chúng ta cũng sẽ không còn đơn giản nữa. Hóa ra là vậy. Đã đâm bừng tỉnh, nhanh chóng ra tay. Vệ sư đệ sắp không cầm cự được nữa rồi. Được, xông lên. Thế là đám người Tổ Uyên Thiên đồng loạt rút kiếm ra. Các người được lắm, tôi sẽ xé nát các người. Thái Thương Long tức giận đến mức dựng cả tóc gáy. Anh ta chộp lấy về thanh kiếm